Sơn Tùng Thị Tùng. Cái hàng này cao 2 mét không? Không có rồi, hết hàng đó luôn rồi đó, hàng đó giờ hết trơn luôn rồi đó. Không ra. Tại vì không là nguyên cái vườn này tạo hết, giờ hết cái vườn này rồi bây giờ là nó có hàng lung không anh. Trên đất nhưng mà quý vị nghe thay đổi tiếp tục. Mùi hè, mẹ thì chắc được hơn 5 nữa đó. Nó nuôi từ nhỏ về sang đó là 2 năm đó. Cái này cỡ 4-3 từ lâu quá. Từ cái thằng này qua đó là 2 năm đó. Họ là kim. Biết vậy thì gọi điện trước được rồi. Dạ, đừng gọi trước thì có đặng mình chuẩn bị, có gì đó chuẩn bị. Vì khi có hãng nằm ở xa chứ không phải gần á.